Thứ ba, chúng ta nên nguyên nhân có biết bao. Nguyên nhân kia có chứ ba này có tất cả là bốn nhân. Có tất cả là bốn nhân. Nguyên nhân thứ nhất á, mà cái người nhân loại chúng ta thường gặp phải đó, là do rối loạn lục tự. Do rối loạn cái tiêu hóa, tức là cơ thể chúng ta nó không thích ứng được với cái loại vật thực mà chúng ta đưa vào, cho nên từ đó nó khiến cho cái sắc ý vật của người này bị rung động. Và khi chúng ta nằm ngủ á, cái sắc ý vật nằm đâu? Nằm ở chỗ cái tiệm. Cái sắc ý vật khi mà chúng ta nằm ngủ á, là thường nằm ở chỗ cái tiệm. Và điều này được kiểm tra là bằng cách nào? Khi chúng ta bị nghẹt thở á, là chúng ta bắt đầu nằm. Khi những người mà lên cơn sốt cao à, thì những người mà đang lên cơn sốt cao đó, họ cũng có bị một người ở trong cơn mê đó, họ thấy cảnh này cảnh kia cảnh đủ thứ cảnh đó. Cái trường hợp này đó là do cái rối loạn đi qua này. Và cái sắc ý vật chúng ta nó nằm ở chóp cái tim. Cho nên một số người nằm cái nghiêng phía bên tay phải á, thì sẽ lội nghiêng phía bên trái đó, nằm ngủ nghiêng này đó, thì máu nó dồn xuống trái tim. Mà máu dồn xuống trái tim á thì nó tác động tới cái tim vật, khiến cho bị rối loạn. Mà bị rối loạn người đó sẽ cái nằm mộng có thể là thấy bị rượt, bị đuổi, bị kia một cưa mà cúng giờ lên chạy không nổi đó, tới tiện quản một việc mình vậy. Rồi có bao giờ có người nào bị vậy không? Nằm mộng thấy bị ta rượt, bị con cọp nó rượt, bị con ma quỷ gì nó rượt đó, đó giật mình nó lại chạy không được nha, để cúng giò luôn á, nha giật mình nó dậy đó, thở mệt gì đâu mệt, chứ là cái nhịp tao tim mình đập đúng không? Nếu mình mệt nhiều tức là nhịp tim mình đập mạnh gì đó, tại do đó chứng tỏ là máu bị dồn. Mà khi mà máu nó dồn xuống này nó chứng tỏ là nó sẽ tác động tới cái sắc ý vật nằm dưới này. Sắc ý vật đó, lúc bây giờ nó chỉ là những cái giọt máu trong ngần nằm ở chóp trái tim mà chúng ta học rồi. À, cho nên á, khi mà nằm ngủ á, chúng ta biết là sắc ý vật nó nằm đâu. Nhưng mà khi biết á, là sắc ý vật nó nằm đâu. Khi nằm ngủ thì sắc ý vật nằm ở chóp cái tim đúng không? Nhưng mà khi biết sắc ý vật nằm ở chóp cái tim thì không có sắc vật nào. Nó phải nó ở nơi nào đó, ở nơi nào mình suy nghĩ. Nó phải chóp cái tim nữa, bởi vì nó chỉ nằm ở chóp cái tim khi nào mà mình nằm ngủ nữa, mình nằm ngủ biết nữa. Và khi biết là tỉnh ngủ, tỉnh thì nằm chỗ khác, có thể nằm chỗ đó mà có thể nằm ở chỗ. Hiểu gì chỗ này không? Ngủ á, chứ còn mà khi mình biết rõ ban ngày biết rõ từ thức tỉnh này thì có ngủ không? Cho nên ai mà đang ngủ gục á biết nghe trong lớp ngủ gục biết nằm ở dưới này nè.
khẽ giật mình ra. Thì do rối loạn tiêu hóa này nó có những nguyên nhân phụ của nó. Một là do bài tiết. Do bài tiết. Chính thời tiết nóng hay lạnh này nó cũng làm cho cái vật thực mà chúng ta hấp thụ vào đó nó bị rối loạn, hoặc là nó không được tiêu hóa, hoặc là nó đã tiêu hóa mà nó tiêu hóa một cách bị thôi á. Dù lạnh quá, bụng chúng ta mà lạnh quá đó, thì vật thực có tiêu không? Chẳng hạn như vậy. Để do thời tiết, tức là âm dương đó. Nó thứ hai nữa, nó do vật thực. Do vật thực cũng dẫn tới rối loạn tiêu hóa. Tức là một số vật thực mà không thích hợp với cơ thể. Ví dụ người bệnh tiểu đường mà ăn đường nhiều quá thì không tốt. Người đang có dầu trong mỡ, mà bên có dầu trong máu mà mỡ trong mỡ nhiều. Thì nó làm cho cái cơ thể nó bị xáo trộn cái cơ chế của nó. Nó là xáo trộn cái nếp sinh hoạt của nó. Thì từ đó nó dẫn tới cái nó dẫn tới cái coi nhìn vào. Thứ ba nữa là do mập. Do mật này nó tiết ra nhiều quá. Mà khi mật nó tiết ra nhiều quá thì nó sẽ làm những cái vật thực của chúng ta đó, hoặc là nó hư hao, hoặc nó làm gì đó à, khiến cho cái tiêu hóa chúng ta nó không được cái bình thường. Ba nữa là do tạm. Do tạm. Có nhiều người mà bị tạm nó chặn á, nó chặn ngực á, mình khó thở, rất là nằm mộng, cảm thấy ai bóp cổ mình luôn, la quá chuyện la giật mình, chuyện thở khè đó. Đó. Thì tất cả bị rối loạn nha cái cơ thể. Ở trong cái thời tiết này, ngoài cái thời tiết thông thường mà chúng ta hiểu, nó còn có thể là có cái tác dụng phụ của nó là do nóng lạnh của cơ thể. Như người bị mà sốt cao độ đó, thì họ nằm mê man, rồi khi họ tỉnh lại trong giấc mơ họ thấy như vậy thế nào. Hoặc là hôm nào cái người mình nóng quá, nằm có khăn tằn cọc xong cái ngủ tiếp, cái ngủ tiếp xong cái bắt đầu có hiếp mệt. Mấy người mà bị sốt cao độ, họ cứ tỉnh dậy phát họ biết mà. Đây là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai do tạm lại chẳng quá khứ. Tức là do những cái cảnh mà mình thường gặp hàng ngày. Bây giờ mình chẳng là nó không phải là hàng ngày nữa, mà đã từng gặp. Cho nên giờ á, trong giấc mơ á, cái này nó có làm nảy sinh ra cái giấc mơ không? Tức là tâm lúc đó nó xuôi giải rồi, có một cảnh nào đó thứ nó xuất hiện. Và cái nó xuất hiện đó thì dòng tâm sẽ bắt lấy nó. Và nó tạo thành một tâm ngộ, mà tâm ngộ từ ba tâm ngộ từ ba. Thì nói là cái cảnh là do tạm lại cảnh quá khứ. Ở đây chữ quá khứ không hẳn chỉ là ở trong cái kiếp hiện tại này,
Cho nên có những cái trường hợp á, lý giải rằng tại sao có người á, nằm chim bao thấy đi một cái cảnh nào á, mà trong cái hiện kiếp này mình chưa bao giờ thấy, mình thấy rất là rõ. Mà trong hiện tại thì chưa bao giờ thấy. Khi tỉnh giấc ra rồi mới mô tả cảnh đó, rồi qua một cái trường hợp đó, rồi qua một thời gian sau đó, cái người này đi du lịch chẳng hạn thì tới nó ở cảnh mình nhớ mình gặp đâu rồi, mà thật sự mới lần đầu tiên đi tới cảnh đó, nhưng mà lại nghĩ là nghe là mình đã từng gặp nó ở đâu rồi, nhớ cứ đào nó không có lòi ra là à mình đã đâu rồi, để mình quá nó mình xuất hồn đi. Nhưng mà thực tế là không phải, nó do là cái trạng lại cảnh quá khứ mình từng gặp, không phải là trong kiếp này mà trong quá khứ trước đó. Như cái trường hợp á, có người nhiều người á, nằm mộng á, thấy cái lửa thì một bừng cháy đó, hay sợ kinh hoàng thấy đúng lửa lớn kia, thật sự người đó kiếp đó trước đó cũng đã từng ở địa ngục, bây giờ không phải. Hoặc có người thấy cung điện hoàng cung gì đó mà chưa bao giờ tới, rất là xinh đẹp, thì người này có thể là trước đó là từng làm vua và hậu ở đó, hoặc là những vị thiên thần ở trong cái cung trời này. Lý do thằng này càng có thứ thì điều này nó do cái gì tạo ra, nguyên nhân chủ yếu của nó chính là do tưởng quá khứ. Tức là có một thời gian mình đã từng sống ở đó, có những kiếp trước đó, chứ không phải kiếp này. Nguyên nhân thứ ba, do ma lực. Do ta lực thì có hai trường hợp, đó là do phi nhân á. Thứ nhất là do ngã quỷ báo, thứ hai là do chư thiên. Ngoài ra, ngoài hai cái điều này nó còn thêm một cái điều phụ nữa, đó là do tha lực á, và sức mạnh của người khác đó, còn đó là do bị thôi miên. Thì nói trong cái hiện tại là do bị thôi miên, chúng ta có thấy là có những người bị thôi miên đó, thì họ có nằm trong giấc ngủ vậy đó, mà ông thầy thôi miên mà giỏi mới đưa họ về quá khứ, thì họ nhớ là trong quá khứ họ đã tạo được một cái việc gì đó. Và trường hợp này là của một ông bác sĩ cũng nổi tiếng mà kỳ kim luôn đó, thôi miên nữa đó, làm cái gì á, ổng dùng cái thôi miên để đưa cái người này trở về quá khứ, mà để xem trong quá khứ có từng bị cái khủng ức gì. Và sau khi xác là định được cái nhân bị ổn ức do một cái tai nạn hoặc là do một cái sự kiện nào đó, để giải quyết đó từng người này hết. Mà bác sĩ nổi tiếng của mình Mỹ á, những cái ca trị ổng bằng thôi miên thuật á được ghi chép lại và được mà lưu giữ trong cái đại học vào Việt Nina. Viết sau rồi là Việt Nina. Đại khái. Ở
bên Mỹ á, bây giờ chỉ còn độ khoảng 20.000, độ khoảng 20.000 ca ở ra bên Mỹ. Tức là ông bác sĩ Casey này ông đưa cái người bệnh trở về quá trình, và từ đó những cái sự kiện này nó dẫn ra cái là chứng minh cho được đó là thuyết luân hồi của nhà Phật. Luân hồi quay trở lại nữa, nhưng mà nó dẫn tới một cái tác dụng phụ khác, bởi vì không nhìn ra thôi. Nó dẫn tới một cái luận điểm là có linh hồn. Mà không có linh hồn sẽ nhớ lại quá khứ. Linh hồn ở quá khứ bây giờ nó mới tái sinh ở đây nè, nó mới nhớ, nó quay trở lại. Nhưng mà thực tế thì nó không có linh hồn, mà nó chỉ có cái tưởng thôi. Tưởng quay, cái tưởng nó khác hơn. Nhưng mà nó đã từ cái những cái điều của ông bác sĩ nè để cho Phật nó xác định được là có luôn không, và không phải mỗi mà cũng đồng thời nó cũng có một cái tác dụng khác nữa, nó đã phá cái thuyết mà cho rằng khi mà chết cái người đó phải rớt xuống địa ngục hoặc là lên thiên đàng. Bởi vì ở một cái thành phố nào đó mà giờ quay trở lại đây thì không phải xuống lên địa ngục, mà cũng phải không phải lên thiên đàng. Quý vị hiểu cái này không? Mà cái thứ này của ai làm đảo lộn cái nền móng của giáo hội La Mã, còn đảo lộn cái nền móng của giáo hội Vatican. Thì người ta bị ảnh hưởng rất nhiều việc. Theo tinh thần của giáo hội Vatican có nghĩa là sau khi chết á, hoặc là xuống với địa ngục quả ngục để là chịu sơ cái phán xét, còn ai tin Chúa sẽ được ra trên đàng. Chỉ có hai trường hợp đó thôi. Nhưng bây giờ có trước tinh thần quay trở lại là cái người này không phải rớt xuống địa ngục cũng mới lên trên đàng. Nó làm nó làm sụp đổ thành một. Cho nên ông này trong lúc mà sinh thời á, giỏi thì có giỏi, ta nể có nể, mà ta tù cũng có tù, giặc có giặc. Bởi vì đi ngược lại cái đường lối của giáo hội mà. Hiểu cái này không? Nơi đâu cũng vậy thôi, nơi nào cũng vậy thôi. Đó, bây giờ trường hợp ngạ quỷ mà báo mộng thì chúng ta thấy rằng có những cái dạng chúng sinh ngã quỷ so với mình hai cái bước hơn. Thì khi mà cái người nào á nằm mộng mà thấy ma thấy quỷ quẻ mà về sợ cái điềm dữ nó tới, mà thực tế đó là những cái người đang thiếu phước, họ đến là cầu xin phước, chứ không phải họ tới họ làm gì mình hết á, mà bởi vì họ là những người thiếu phước, cho nên họ tới họ cái cầu mình nó tạo phước để hồi hướng cho họ. Mà cái điều này chứng tỏ rằng là mình cũng là thân bằng quyến thuộc gì của họ ở trong quá khứ xa xưa đó. Bây giờ cái quả của họ mười lượt rồi, cho họ tới họ tìm với mình nhà chạy mà. Nhưng mình bị cái tinh thần giới cấm thủ chỉ có. Giới cấm thủ là tin những cái điều mà không đúng chân lý. Cái mình bị sợ cái cụ già hoặc. Cái mình cũng mà vái tế lễ là kia. Họ không cần thiết. Những cái ngạ quỷ này nó không cần, bởi vì đó nó không có tiếng tình, nó có mang tới được. Mà khi mà làm việc phước mình hồi hướng cho nó, nó mới đó là một cái điều tiếng tình. Cái điều mà cái đó nó cần ở chỗ mình tạo phước để hồi hướng.
chứ không phải mình bị cúng bái đó. Mà tại sao mình cúng bái đó? Trong khi mình là mình có phước hơn nó hay nó có phước mình hả? Mình có phước mà tại sao mình sợ? Người kém phước có sợ người có phước chứ, tại sao người có phước lại sợ người kém phước là sao? Gì hiểu cái này không? Mà khi mà thấy những hình ảnh ma quỷ đó, sợ người ta thấy ma quỷ sợ rồi, bị dòng này theo, bị cái linh hồn ngọ nó bám để nó bắt đi thì kia nó dẫn đi kia. Những sợ niềm gì những điều đó nó phi lý. Chỉ sợ một cái giới, chỉ sợ một cái giới hạnh. Mà điều đặc biệt nữa, cái người nào mà cặt có giới nhiều bao nhiêu nhiều chừng nào đó thì thường nhìn thấy nó nhiều. Bởi tôi biết đây là cái nơi nương của nó mà, cho nên sẽ xuất hiện để cho mình tạo những bước tuần hồi. Thế những người nào mà giới càng trong sạch mà tu tập bước nhiều bao nhiêu thì càng nhìn thấy nó càng nhiều về bản. Nó phải thấu rõ được cái nguyên lý này để nhìn thấy ma quỷ không gì sợ nữa. Biết thậm chí có đôi khi đó nó hiện hình cho mình thấy, nhưng bởi nó ghê quá nên mình sợ. Như quý vị giờ đi đường phố gặp ai mà cao nhiều miệng mà đen thui nữa, cười cái hàm răng trắng giả là mặt lộ đỏ rồi, tôi sợ. Nhưng mà chính những người đó là sợ mình, tự nhiên mình sợ. Đây là một cái điều mà cho chúng ta thấy. Mà điều này nằm đâu ra? Ở trên thơ chính là vô cùng xa. Những thân bằng quyến lộ mà sau khi mà vô bình xa mà cúng dường cái trúc lâm á, cái vườn trúc đó, thì cái thân bằng quyến lộ ở đây biết rồi. Thì đêm đó thì nó báo mộng cho ông vô cũng kinh hồn nói, trời ơi sao thấy mà cái bụng gì tình dạng ốm như cái tâm đầu bự kêu khóc nhảy cũng sợ chứ. Mà lúc vô Bình Sa Dương là cỡ gì rồi? Thánh Dự Lưu rồi đó. Thánh Dự Lưu giới có trong sạch không? Không có trong sạch hả? Giới rất tuyệt đó, thành tựu giới luôn. Cho nên như cái câu mà gọi là ai sống cả trăm năm không giới không thiện bệnh, tốt hơn sống một ngày có giới. Cả trăm năm không biết mắc là Dự Lưu, còn có một giờ một giây biết mắc Dự Lưu, cái nào là quý hơn? Có giới là thành tựu giới rồi, mà thành tựu giới là tối thiểu là bậc Dự Lưu. Cho nên những cái câu kệ bất cứu á, mình đừng có nghĩ rằng tôi sống một cái ngày mà tôi được hành giới, hành trang nghiêm, thanh tịnh, thiền tịnh là tốt hơn sống cả trăm năm. Hiểu kiểu đó là chết. Hiểu kiểu đó là mòn một môn. Cả một trăm năm, một ngàn năm mà không biết tất đạo quả gì luôn. Một giờ thôi mà chiến tất quả gì luôn, cái nào quý hơn? Một giờ thôi. Giờ đánh đổi trăm năm này để chỉ sống được một ngày mà đắc Dự Lưu quý vị đợi không? Đợi không? Đúng quá. Lời chết. Sống cả trăm năm mà không chứng tắc đạo quả thì nó còn hơn sống một ngày thôi mà chứng tắc đạo quả Dự Lưu thì ok liền. À, cái câu kể của ta là như vậy, Phật Ngài dạy như vậy. Mà chúng ta cứ diễn xong nó thôi, cái quý vị Phật tử cứ giữ giới tâm giới trong sạch nhà là tốt hơn sống trăm năm, là đủ sống trăm năm. Cái một ngày giới trong sạch còn 99 năm còn lại đây là ta như rồi. Lời hiểu kiểu đó là chết.
cái giai tội không biết nó có thật hay không. Hay là người ta hư cấu hay gì đó, hay người ta nông xê gì đó. Bởi vì chưa gặp ngài để chờ hỏi, không may mắn được gặp ngài đấy. Là nói là ngày xưa cái chùa xử lý bây giờ, xử lý quyết định bây giờ đó, thì cái ngài thực sự ngồi tụng kinh đấy, ngài đấy nó hiện ra nó năng nỉ kêu tập. Qua hôm sau ngài cũng chưa ra chưa tăng đó là lại tay tăng ngoài đuổi người ta hết. Chuyện đó không biết có hay không, đây chưa gặp ngài nữa. Đây là cái là giai thoại truyền thuyết, xin nói ra đây thôi, còn diễn cũng sai xin biết. Thật sự nói này thì cũng không muốn nói, nhưng mà nói là để cho quý vị có một cái nhận định, nghĩa là không sợ nữa. Có nhiều người hành thiện cũng vậy, nhiều khi thấy nó xuất hiện nó quả hồn la lên, nhiều khi tẩu quả trong mai là cho là nó kinh hoàng, không có gì phải sợ, nó bình tĩnh thấy chỉ là thấy. Cho nên đó, khi mà mình học được cái chỗ này rồi đó, thì đối với hàng mà vi nhân đó, tức là cả quỷ đó, thì không có gì phải sợ. Mà chính nó là né mình, chính nó là né. Một cái điều mà đặc biệt đó để cho chúng ta thấy, mặc dù nó có cái quyền lực riêng của nó, nhưng mà cái quyền lực nó không có đụng chạm. Nếu một điều kiện duy nhất, người đó giữ giới trong sạch. Nếu người đó giữ giới trong sạch là không cách gì nữa. Thậm chí những vị chư thiên có thần lực ấy, đối với những vị mà có giới hành trong sạch đó, không dám ở trên cao. Trong kinh điển ghi nhận không dám ngờ mà khi cái gì đó ngỡ đó đó thì phải xuống dưới thấp. Mà xuống dưới thấp rồi đó, cái quyền lực của họ bực mình lắm, nó không phải là vui đâu, không phải chú thấp họ vui đâu. Trên hôm quậy cái là mấy ông ba ông tiền hư á, ông thì bệnh, ông thì kiết lị, ông thì đủ chuyện, cuối cùng phải đức hạ rồi vậy. Mà đi kinh hành á, hiện ra phía trước nó hù dọa đuổi đi mà. Về Đức Phật ngày nay định với Đức Phật, nhưng Đức Hạ bị cái thiên nhân khuấy quá. Còn nó đại giác người đi không mang vũ khí theo. Bây giờ ta cho vũ khí, vô cái lại tiếp tục. Nó là bài kinh từ bi đó. Nó là thùng từ đại. Bây giờ mấy ông vui quá, mấy ông chết là vui. Mà ta quên nghe cái lời lần cuối này á, nhờ vậy mà các ngài cũng quả. Rồi giữ luôn cái lời. Nó là kinh Karani đó. À cho nên cái người mà có giới hạnh á, thì chư thiên hoan hỷ vì luôn. Tại sao mình lại sợ? Hiểu chỗ này không? Nó có thể hiện ra cho mình thấy. Điểm thứ hai nữa là cái chư thiên có thể bất mộng. Chư thiên này có hai loại. Một loại là chư thiên địa cầu. Một loại thứ hai nữa là chư thiên đạo đời. Mà thường bác mộng mình đây là chính là chư thiên của địa cầu đạo đời chứ. Mấy vị nào mà muốn chư thiên đạo đời bác mộng mình á, muốn không? Thứ nhất tu tập thiền định, thứ hai thứ nhất là giữ giới hành tâm sạch, thứ hai tu tập thiền định, thứ ba làm một bước rất lớn, tức là giới định là ý nó được hoàn hảo thì không xuống. Sợ quá xuống không dám gặp nhau. Giới định là gì? Tất cả thiên. Thì hả? Thiên. Chỉ cần tới cận định, giai đoạn cận định là đủ rồi. Bố thiên rất đàn em. Mà có chừng
chơi chơi báo mộng này không phải là niềm vui đâu. À, ở trong kinh Bổn Sanh á, có nhiều lúc Bồ Tát chúng ta đó thực hành mà tinh tấn quá độ đó, nỗ lực và hành thiền mà gọi là chất bỏ đó, à, khiến ngai vàng bông này ông vô trời thích nóng lên, ông ngó xuống trời ai mà làm cái ngai vàng mà nóng nè, thấy có Bồ Tát ông này ghê quá, mai mốt ông chết ông lên kiếm ngồi mà phải quậy ông nữa. Mới đi xuống dưới nó ngập vô rồi mộng cho mấy ông vua đó, nói là trong đó có ông đạo sĩ làm sao cho ổng về một tết rồi mới cho con chúa thật đẹp đó biết đủ, mà con chúa là đẹp lắm. Ở Bồ Tát chúng ta nghe vô đó cũng phái vậy này ra vô kìa, yêu cầu á là đây là một trong những câu chuyện thôi nha. Mới giờ ngày về ngày làm lễ tế đàn á, xong xuôi tôi bằng lòng á là cưới ngày làm chồng. Bồ Tát ok về mới làm cái hố lửa là tế, gọi là tế thần lửa này. Rồi giết những cái con vật á để lấy máu để tế thần. Thì cái mà ngày cầm gươm lên á, nhìn thấy mấy con vật nó run sợ, nó kêu la, cái người nghe xúc động. Nó nói vì cái lợi ích của mình, vì cái tham dục của mình mà giết hại chúng sanh khác. Cái ngày ném dao, ngày về đẹp cái nào đẹp rồi bây giờ rồi giờ ác bạc. Nhưng mà lúc đó cái công lực ngày thối giảm rồi, vua trời yên tâm về đây. Đó là báo mộng trước. Muốn quốc độ này được yên lành thì cần phải làm cho cái ông kia đó về tế. Một cái tư tưởng ác nó sinh khởi được không? Câu chuyện nó cho chúng ta một cái bài học đó. Một cái tư tưởng ác sinh lên nó làm giảm cái những cái gì nó đang nỗ lực hành pháp nó cũng độ mà làm nóng cái ngai vàng của đời cái thích. Mà chỉ có một cái tư tưởng tham dục đồng ý để mà sát sanh thôi, chứ chưa sát sanh. Đồng ý để mà giết những con vật khác để lấy lửa mà tới. Trong một cái tư tưởng như vậy nó còn có ba cái chi phần. Thứ nhất là do tham dục, đúng không? Thứ hai là do tà kiến. Nó lại có tà kiến không đó. Thứ ba nữa là nó rơi vào ác pháp, tức là sát sanh. Nó tâm sân. Chỉ một tư tưởng như vậy thôi là nó tới hội đủ được ba cái yếu tố. Do tham dục, do tà kiến, do tâm sân. Phải giết người với tâm sân. Mà như vậy đó, nó phá vỡ đi cái công hạnh của ngài, khiến vua trời đất nó yên tâm là không bị nóng nữa, không ngồi bị nóng. Nó cũng là một bài học trong kinh Bổn Sanh. Và sư nói bao giờ mà không tới cộng đồng mà thiên ma ở trên cao quá xa cũng vậy. Khỏi phải nói Bồ Tát còn bị quậy. Nhưng khi yên tâm đi, nếu mà tàn 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 nó không bị quậy đâu. Đừng cái tinh tấn quá. Thường thường á, mấy nói bây giờ nói là cái nhà sư nào bị con nào rùi rùi ra nó bị ma dương nói. Ma dương không có quở, không có rảnh để làm chuyện này. Hả? Bước lớn do cái tâm mình. Cái tâm mình rồi tưởng niệm tới cái bước mà nó lớn thì theo cái tác ý mình. Tức là tâm mình hướng tới cái kết quả này, chính là cái đạo quả niết bàn đó. Đáp. Cái tâm thứ nó chỉ là bước ung vi đó, nó bước nó lớn đó. Chỉ lớn bên ngoài, nó chỉ là hình thức lớn bên ngoài chứ không phải lớn bên trong. Đó, tức là quý trước cứ làm sao đi làm không? Đúng không? Nhưng mà sao đi làm gì? Sao đi làm xong làm gì? Thì cố ý quan hệ cũng được, cái gì cũng được. Nhưng kết quả của nó để làm gì? Để được giải thoát á.
gặp biết thì không biết. Mà cái tu tà tà đi, không bị quay phá đâu. Tưởng nổ là cái này có bị quay phá. Cái đó là cái nào thì nghe. Nha. Rồi giờ nói Mai Dương á, bị Mai Dương quyến rũ này kia. Chọc Mai Dương không có vợ cả. Có rảnh gì đâu. Chẳng cần cái Mai Dương. Chỉ hàng ngạo quỷ của Atula thôi, chết. Atula đẹp lắm nè. Atula nữ đẹp lắm á. Đâu có xấu đâu á. Đơn bạc. Nói vậy không phải là gì nha. Không phải là gì nha. Nói là chăm biết mấy người đẹp là nữ nữ Atula nha. Nhưng mà thực tế là phải nhìn nghệ đó. Cái chư thiên báo mộng này á, nó có hai trường hợp. Chư thiên báo mộng này có hai trường hợp, hoặc là tốt hoặc là lừa mỹ. Tức là cái vị này chư thiên ném đụng tới, đó là bậc quân giá hạnh á, nhưng mà do đụng chạm cái tài sản của chư thiên, cho nên chư thiên này không dám đụng tới, thì là mượn dao giết giặc, mượn tay người khác để giết thôi, chứ không biết. Đây là trường hợp của ở xứ Tích Lan. Ở Tích Lan có một trong cái bộ hình như sách Tinh Đạo thì phải, rồi có một vị đại trưởng lão, đại trưởng lão của một tu viện. Vị này giới rất là thân nghiêm, giới trong sạch lắm. Mà vị này là được đức vua, đức vua đó rất là khắc phục và thường hỗ trợ. Tiểu hôm cái cốc của ngài bị hư, ngài đi vòng vòng ngài thấy có một cái cây cổ thụ rất lớn, mà cái gỗ cũng rất chắc mà. Ngài nó thể ý là đốt cây để mà lấy cây gỗ để xây cái cấp rồi cấp. Ngài thấy cây cổ thụ này một dạng dạng ngũ quý á, nhưng mà không ngờ cái cây cổ thụ có gì chuyện thiên. Vị thiên bị vị này nhớ nó trong sạch mà là tu long năm nữa, không dám đụng tới. Nhưng mà thù này ta sẽ trả, nó phá nát cái kinh điển. À cho nên ông ấy báo mộng cho vị trưởng lão này, và ông thông báo là cái điều ngày mai, ngày mốt, ngày bước kia rồi đó là nó sẽ xảy ra. Tại chư thiên có quyền lực mà, nó sẽ xảy ra. Bà nhắn nhủ là ngày cái tin tôi đi, tôi sẽ báo nhà phía trước những cái tin này. Và bên này vô bằng cung báo lại chú vua, thì mấy ngày sau á, cái chuyện mà ngài vừa báo đó, nó xảy ra như thật. Thì sao? Thì ông vua càng khâm phục vì đại chúng bảo nhiều lần như vậy, có một lần đó ta ta mới kiếm được cái niềm tin của vị trưởng lão. Thì một lần nọ đó, ngài với vị chư thiên mới xuống báo ngài trưởng lão, bây giờ tôi cũng báo cho ngài một bộ những người hộ độ ngài vua tổng thể ngày hôm nay. Tức đây nói gì tin đó mà. Nói gì có đó mà. Thì bây giờ sao không tin được? Bây giờ cái tin này cũng hơi căng thẳng quá, nhưng mà không nói là được. Nhưng bây giờ mới nói với bà hoàng hậu, với nói rằng đây là cái tin mật, báo quả là biết rồi. Còn 7 ngày nữa là thầy vua sẽ chết. Thì nghe đó, ông vua mà chết thì cả hoàng cung khóc lóc lên, cung phi mỹ nữ rồi. Vô mới về thấy cái rai mặt mày ràng rũ, nước mắt nó nói sao rồi. Cuối cùng ta xét là đâu giấu được đâu, nó nói là gì tạo pháo 7 ngày nữa thì mình chết. Cho
ra đó, cái vị trưởng lão là báo cách nào đó, là cũng ra cái đó mà. Giờ ông này báo 7 ngày nữa chớ, tôi có 7 ngày nó lo rồi. Một ngày trôi qua là xem như là cái chữa tới đó. Nói sao 7 ngày không thấy chuyện gì xảy ra. Mà cái cơn giận mà 7 ngày, cơn lo sợ 7 ngày, nó bắt đầu dồn lại, tức là người ta đối đãi ông trưởng lão này là hết lòng kính phục ông, cần gì ra nó ban cho ông đó. Vậy mà ông nở lần nào ông rùi ta chết yếu, ông làm cho ta ấy nên vợ đó quyết định là không không có được thể hiện quy quyền nào cho ông. Cho nên tôi vị trưởng lão được trục xuất ra khỏi tự viện rồi, còn người đặt chân đuổi đi. Cho nên những cái gì chư thiên mà báo cũng phải xem xét lại nó có phải là thiện hay không. Có nhiều khi thật, có nhiều khi giả, có nhiều khi bị lừa. Rồi có ba cái trường hợp thứ tư là do tiền nghiệp. Thứ tư là do tiền nghiệp, tức là tiền nghiệp thiện hay ác, tiền của tiền nghiệp hay ác nghiệp, hay tiền ác nghiệp báo trước. Như trường hợp Bồ Tát chúng ta trước khi ngài chứng đắc tạo quả đó, thì ngài thấy năm điều đại mộng, tức là năm cái giấc mộng lớn, tức là một giấc mộng có năm điều lớn. Ngày sáng hôm sau ngài tự đón lấy cái điều mộng mình, ngài nói hôm nay ta chứng quả vô được. Thì cái điều này là điều nghiệp có báo, còn điều ác nghiệp nó báo tới. Mà biết chúng ta có những cái lúc á, tự nhiên chúng ta lo không biết lo cái gì, có cảm giác có một cái tai nạn gì sẽ xảy đến, có cái điều nghiệp mà ác nghiệp nó tới. Quý vị có bao giờ có trường hợp này không? Có không? Mà hỏi sợ biết sợ gì mà cứ lo thế này. Mà chúng ta biết nó thiếu như đó là cái loại điều nghiệp mà nó báo đó, nó có thể báo trong hiện tại, tức là trong lúc chúng ta tỉnh mặt mà nó báo cho chúng ta trong lúc chim bao. Ác nghiệp cũng có thể nó báo cho chúng ta biết trong lúc tâm chim bao. Nếu mà không kịp giờ để cho biết có xác định cái điều nào là điều mộng, điều nào không phải điều mộng. Thì á, nếu như trường hợp mà chúng ta gặp nó trong hiện tại á, trong cái đời sống thường nhật bình thường á, mà chúng ta tự nhiên phát hiện tự nhiên tâm mình lo giống như có cái gì cũng linh cảm, tại khác ta nói có linh cảm cái gì mà xấu nó sẽ xảy ra cho mình á, cái gì cũng muốn trừ nó hay là kệ nó tới sao trừ cũng đâu có gì đâu có, cái gì cũng kinh tâm bảo đi. Là bắt mày lại giới hạn, giữ gì nó cái giới không trong sạch rồi đó, nó mới có điều kiện nó để mà nó không tận được cái ác nghiệp đó. Mình nguyện là mình tắt nha, xong mình nguyện là bảo trì giới hạnh được trong sạch. Và đêm đó nếu vậy nó thành thiền hành thiền hoặc không nó tụng kinh nha. Ba ngày sau thì cái đó nó bị chặn lại. Đó phải. Võ công mình nhiều lắm mà tại mình sai. Mình không biết cách, tại vì mình không biết nguyên nhân của nó ở chỗ nào để mình trừ. Nó chỉ được cái điểm báo tới thôi. Cũng tựa giống như ám mây đen tới mà giờ ai, cái người nào biết nó sẽ tạo trận mưa lớn mà giờ lên thổi tan cái mây đen đó thì đó. Mưa kia nó xong rồi. Hiểu ý chỗ này không? Mà nguyên nhân mình biết được nguyên nhân của nó rồi thì mình tạo cái thiện phước đó mình chặn nó lại. Mà cái phước gì không lớn bằng cái phước cái giới hạnh. Rồi tụng kinh tam bảo. Nếu các bạn không biết Phật đó, thì TV show á. Rồi nếu tâm tiếp nữa thì khỏi cúng kiến gì mà công mệt lắm. Không phải mỗi chuyện mỗi vô chùa đại tăng
tiền nó phải tăng hoài. Ở nhà mình đó tiền kia được rồi, mà nếu thế thì ngồi thiền định an đúng tâm cho không thế được, thế là xong. Tốt đẹp rồi, tới đây tạm. Điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày bị